Jennifer Lopez lộ diện sau ly hôn, khoe dáng vóc hoàn hảo. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Jennifer Lopez gây chú ý khi lộ diện lần đầu tiên sau khi lệ đơn ly hôn tài tử Ben Affleck. Cô tới tham dự một sự kiện ở Beverly Hills, Los Angeles, California, Mỹ. Ngôi sao sinh năm 1969 gây ấn tượng với sắc vóc không tuổi cùng phong cách thời trang sành điệu. Cô diện áo ngắn hở bụng cùng quần jeans tối màu, giày cao gót, bộ đồ hiện đại và kiểu tóc thả tự nhiên bồng bềnh giúp Jennifer trông trẻ trung. Gương mặt cô không biểu hiện sự mệt mỏi, chán nản. Trước đó, một số nguồn tin cho hay, Jennifer Lopez thực sự đau buồn khi cuộc hôn nhân của người đẹp và Ben chỉ kéo dài không quá 2 năm. Nữ diễn viên cũng không còn đeo nhẫn cưới. Ngày 20 tháng 8, Jennifer Lopez đã chính thức đệ đơn ly hôn nam diễn viên Ben Affleck lên tòa sau 2 năm kết hôn. Theo hồ sơ đệ trình lên tòa án Los Angeles, Mỹ, nữ ca sĩ 55 tuổi cho biết cô và Ben Affleck đã ly thân từ ngày 26 tháng 4. Jennifer Lopez tự đệ trình đơn ly hôn mà không cần thông qua luật sư. Nữ ca sĩ nổi tiếng được cho là lựa chọn đúng ngày kỷ niệm ngày cưới để chấm dứt quan hệ với Ben vì muốn chứng minh với thế giới rằng cô là người phụ nữ tự quyết định cuộc đời mình, một người bạn khác cho hay, Jennifer thực sự đau khổ khi Ben không có dấu hiệu muốn níu giữ cuộc hôn nhân của hai người. Cuộc hôn nhân của Jennifer và Ben gặp khó khăn từ cuối năm 2023, đầu năm 2024. Một nguồn tin cho biết, Jennifer Lopez luôn yêu Ben và sẽ mãi như thế, nhưng trong Ben có quá nhiều mảng tối, không ai có khả năng đưa anh ấy ra khỏi nơi đó. Jennifer Garner, vợ cũ của Ben Affleck không thể bất cứ người phụ nữ nào khác cũng không thể. Đó chính là vấn đề. Ben Affleck và Jennifer Lopez đều trải qua các cuộc hôn nhân chắc trở trước khi nối lại quan hệ vào năm 2021. Hai người lính hôn vào tháng 4 năm 2022 và tổ chức đám cưới ở Las Vegas, Mỹ vào tháng 7 năm 2022 trước khi có tiệc gây sang trọng tại dinh thự riêng của chú rể vào tháng 8 cùng năm. Trong giai đoạn hạnh phúc nhất của hôn nhân, cặp đôi xuất hiện tình tứ như hình với bóng, công khai bày tỏ tình cảm. Jennifer từng nói với The Rolling Stone, cô trân trọng cơ hội làm lại từ đầu với Affleck. Một người bạn chung của hai người cho hay, Ben Affleck không đồng ý với lối sống của Jennifer. Nam diễn viên không thích sự quan tâm quá mức của truyền thông, nhưng Jennifer lại yêu thích ánh đèn sân khấu, thích là tâm điểm của báo giới. Theo nguồn tin Radar Online, Jennifer cũng chán nản vì phải chăm chồng bên cạnh lịch trình làm việc dày đặc. Cô dành thời gian giúp ngôi sao bắt man thay đổi thói quen xấu. Họ từng cãi nhau vì nam diễn viên chưa cai hẳn thuốc lá. Từ tháng năm vừa rồi, Ben Affleck rời khỏi tổ ấm của hai vợ chồng, cả hai không còn đăng ảnh chung thì thoảng nữ ca sĩ nổi tiếng được nhìn thấy không đeo nhẫn cưới, một nguồn tin nói với tờ Page Six, Jennifer dành phần lớn mùa hè năm nay bên các con và bạn bè tại New York, Mỹ mà không có chồng bên cạnh. Cách Jennifer Lopez chăm sóc anh ấy gần như với trẻ con. Bạn bè liên tục nhắc nhở rằng cô ấy không chịu trách nhiệm về cảm xúc của anh ấy. Đôi khi anh ấy buồn bã, u ám, Jennifer ngược lại, cô ấy trân trọng cuộc sống theo một cách khác. Cô ấy biết ơn mọi thứ, người trong cuộc chia sẻ, một người quen với Jennifer Garner vợ cũ của Ben Affleck cho hai nam diễn viên luôn gặp vấn đề trong việc xử lý căng thẳng. Anh không có kỹ năng ứng phó với khủng hoảng, dễ rơi vào trạng thái thất vọng và có xu hướng thay đổi tâm trạng thất thường. Khi vui vẻ, Ben khiến người khác thoải mái nhưng đó không phải trạng thái thường trực của anh. Đôi lúc, sự tiêu cực của Ben ảnh hưởng đến người xung quanh và Jennifer Lopez hứng chịu nhiều nhất. Việc chạy theo cảm xúc thất thường của chồng khiến người đẹp sinh năm 1969 bế tắc. Theo Six, Jennifer được cho là thấy nhẹ nhõm sau khi đệ đơn lên tòa án gia đình và bạn bè cô cũng cho rằng ly hôn là quyết định đúng đắn. Hiện tại, Jennifer vẫn sống trong biệt thự tân hôn trị giá 60 triệu đô la ở Beverly Hills, ngôi biệt thự đang được giao bán với giá 68 triệu đô la nhưng chưa có người hỏi mua. Nguồn tin của tờ People cho biết Jennifer không còn cảm thấy thoải mái khi sống trong biệt thự như lúc có Ben và các con bên cạnh. Cô ấy và Ben đã mua ngôi nhà cho cả gia đình, nó quá lớn đối với cô ấy, cũng chứa nhiều kỷ niệm, người này cho hay. Tài tử Hollywood đang sống tại một ngôi nhà có giá 20 triệu đô la ở khu dân cư Pacific Palisades. Los Angeles, Mỹ và tận hưởng cuộc sống độc thân. Một ngày trước khi Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn, anh bị bắt gặp vui vẻ bên vợ cũ và các con. Thời gian qua, nam diễn viên cũng được cho là hò hẹn với người đẹp kích Kennedy. Cặp đôi được phát hiện tại khách sạn Beverly Hills, California, Mỹ và nhiều địa điểm nổi tiếng khác hồi tháng 8 vừa rồi. Kích Kennedy, 36 tuổi là một trong hai người con từ cuộc hôn nhân đầu tiên của Robert F. Kennedy Jr. và Emily Black. Robert F. Kennedy Jr. là con trai của thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, cháu trai của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Kích Kennedy đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô từng xuất hiện trong một tập phim Cujo cool Enthusia của kênh HBO. Trước sự tò mò của giới săn tin, Kích Kennedy từ chối bình luận, trong khi đại diện của Ben Affleck không trả lời. Ai cũng đổ gục trước ngoại hình tuổi 55 của Jennifer Lopez. Ở tuổi 55, Jennifer Lopez chưa bao giờ đẹp hơn thế. Cô thoải mái diện những bộ đồ gợi cảm nhất mà không ai có thể chê bai rằng không phù hợp. Tuy nhiên, vẻ đẹp không tuổi đó không tự nhiên mà có. Ngày 30 tháng 1, Jennifer Lopez phát hành MV mới của bản hit Canty Get In Up. Nó nhanh chóng gây sốt toàn cầu. Âm nhạc là một phần, nhưng sức hấp dẫn lớn nhất đến từ chính nữ ca sĩ sinh năm 1969. Trong MV, Jennifer Lopez xuất hiện trong những bộ trang phục thiếu vải khoe đường cong nóng bỏng. Cô cũng thể hiện vũ đạo mạnh mẽ, đầy đam mê và năng lượng khiến khán giả không thể rời mắt. Vô số lời khen được để lại. Ai cũng đổ gục trước sắc vóc không tuổi của J.Lo. Jennifer gần 60 tuổi rồi mà trông như 30 là một trong những bình luận được nhiều người tán thành nhất. Ngoài ra, fan cũng nể phục trước sự chăm chỉ của thần tượng. Họ đều hiểu những gì mà Jennifer đang có, từ sự nghiệp đến ngoại hình hạng A, đều không phải từ trên trời rơi xuống. Theo Vogue, Jennifer Lopez chưa bao giờ đẹp hơn thế. Cơ thể của ngôi sao hơ sơ lơ dường như được tạo bởi các vị thần. Cô cũng sở hữu khuôn mặt, mái tóc, làn da và mọi chi tiết khác đẹp không kém ngoài yếu tố di chuyển, để có được điều đó, cô xây dựng cho mình chế độ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chi tiết từ ăn uống, tập luyện đến sử dụng các phương pháp thẩm mỹ, thói quen tập thể dục. bí quyết đầu tiên để trẻ lâu là phải khỏe mạnh từ bên trong. Jennifer Lopez dành nhiều thời gian cho vận động thể chất. cô tham gia lớp học thể dục với các huấn luyện viên Tracy Anderson, David Kerr và Jomezo. bên cạnh phát triển cơ bắp toàn diện, nữ ca sĩ thừa nhận tập trung nhiều hơn vào các phần cánh tay, bụng và mông. Để tránh cảm thấy nhàm chán và đảm bảo cơ thể không bị chai sạn, Jennifer thường thay đổi các bài tập cũng như cách tiếp cận việc tập luyện. Đó là lý do cô thuê nhiều huấn luyện viên cá nhân cùng lúc. David cơ thích lựa chọn các bài tập circuit trên ninh kết hợp chuỗi động tác. Anh ưu tiên các động tác như plank, gập bụng, chống đẩy, lần zit, burpee, kickboxing và các bài tập tim mạch. Tracy Anderson chọn các bài tập cường độ thấp hơn và thích dùng tạ để huy động cơ toàn thân mà vẫn đảm bảo dồn sức vào cơ mông và đùi. Các bài tập của Tracy được thiết kế để tác động đến các cơ nhỏ hơn trong cơ thể nhằm giúp tạo ra đường nét và độ săn chắc, đồng thời tăng cường sức mạnh. Cơ thể bạn có quyền tập thể dục, giống như việc ngủ hay nuôi dưỡng nó bằng đồ ăn ngon. Vận động chính là cách bạn kết nối với chính mình, nữ chuyên gia từng nói với Vogue. Bên cạnh đó là vũ công xuất sắc, ngôi sao người Mỹ duy trì tần suất luyện tập vũ đạo thường xuyên. Bộ môn này giúp cô tiêu hao calories và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Jennifer Lopez còn có thói quen thiền. Nó có thể không phải là một môn thể thao nhưng vẫn cần thiết cho sức khỏe của ca sĩ. Mỗi ngày, trong 20 phút, Jennifer thư giãn bản thân để tăng thêm năng lượng. Chế độ ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn uống lành mạnh là điều cần thiết để có được vóc dáng hoàn hảo khi tập thể dục. Jennifer Lopez trung thành với các thành phần hữu cơ và chú ý ăn đủ chất đạm để không bị mệt mỏi. Cô từng tiết lộ với tạp chí Hello về cách bắt đầu ngày mới hiệu quả bằng cách cung cấp protein vào buổi sáng. Trong bữa sáng, cô trộn bột protein với sữa chua, quả mọng và một chút mật ong. Cô luôn đảm bảo mang theo trái cây có dầu và trái cây sấy khô bên mình phòng trường hợp thèm ăn. Một đĩa thức ăn tiêu chuẩn của Jennifer phải có protein, thường là thịt, thịt lợn, thịt gà hoặc cá với rau hấp được nêm một chút dầu giấm hoặc nước sốt pu ơ di cần. Cuối cùng, Jennifer Lopez cấm bất cứ điều gì có thể có hại cho sức khỏe, nói không với hút thuốc và hạn chế uống rượu. Cà phê in càng nhiều càng tốt. Trên ớt Weekly, huấn luyện viên đoạt Zomezo cho biết vợ Ben Affleck uống tối thiểu 7 ly nước mỗi ngày chiếc cốc lấp lánh là vật bất ly thân của nữ ca sĩ và trong đó luôn chứa đầy nước Mezo xác nhận di lò cũng tránh xa với các thực phẩm chế biến sẵn nghiêm túc tuân thủ chế độ ăn lành mạnh nhưng không vì thế mà jennifer từ chối các cuộc tụ họp gia đình bạn bè hay những sự kiện tiệc tùng cô cũng chú trọng sự cân bằng trong cuộc sống trong suốt nhiều năm tôi học được tầm quan trọng của việc duy trì chế độ ăn lành mạnh hơn tôi vẫn ăn một số món tôi yêu thích nhưng ở mức độ vừa phải tôi không tước đoạt sở thích của chính mình nữ diễn viên nói với people Món trắng miệng yêu thích của Jennifer là kem sô so cô la chip và bánh quy sô so cô la chip. Chi tiền cho công nghệ, ngoài việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, nguyên tắc bảo vệ làn da hàng đầu của Jennifer kể từ năm 20 tuổi đến tận bây giờ là thoa kem chống nắng hàng ngày. G Lo cũng thích chăm sóc da mặt với chuyên gia tốt cơ hớt tít tại thẩm mỹ viện ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Đây là địa chỉ quen thuộc của các sao nữ hạng A Hollywood từ Kim Kardashian đến Jennifer Aniston. Nơi đây áp dụng tất cả kỹ thuật làm đẹp như massage mặt, Liệu pháp ánh sáng hay dòng điện siêu nhỏ cùng các sản phẩm đặc trị cao cấp, Lopez đến gặp tít ngay trước khi biểu diễn tại Super Bowl 2020. Jennifer hợp tác với các chuyên gia khác để có diện mạo hoàn hảo trước công chúng. Đầu tiên là cặp lông mày thể hiện khí chất ngôi sao du Anastasia So, người sáng lập Anastasia Beverly Hills tư vấn. Đứng sau mái tóc bồng bềnh là nhà tạo mẫu người Anh Curtis Appleton. Giống như hầu hết ngôi sao khác, Jennifer làm việc cùng nhiều chuyên gia trang điểm, trong đó người gắn bó lâu năm nhất là Mary Philip Cô còn thuê cả nghệ sĩ làm móng nổi tiếng Tom Bajic. Tập thể dục là chưa đủ, Jennifer bỏ tiền để sử dụng EM số bớt lip, phương pháp điều trị không xâm lấn. Áp dụng công nghệ điện từ để nâng, làm săn chắc, tăng cường cơ bắp. Di lo chọn phương pháp này để nâng cơ mông. Ngoài ra, nó còn có tác dụng đối với cơ bụng. Tiến sĩ Tracy Moonfor, người sáng lập The Cosmetic Skin Clinic, nơi cung cấp phương pháp điều trị, cho biết nó tương đương với việc thực hiện 20.000 lần squat trong một buổi. Theo Vogue, Glamour, Weyermansat,